Xin chào các bạn học viên của Pina.vn, tôi là Nguyễn Duy Khánh, giảng viên đang công tác tại Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc tại các tập đoàn tài chính, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thì tôi nhận thấy rằng là những người có khiếu hài hước nơi công sở thường được người khác yêu mến và rất dễ thành công. Đó chính là lý do vì sao tôi quyết định phối hợp cùng Pina.vn để đem đến cho các bạn khóa học này. Nhiều bạn tự hỏi rằng là liệu khóa học này thì có phù hợp với mình hay không, thì các bạn hoàn toàn yên tâm, khóa học này được thiết kế dành cho những bạn đã chán ngán sự buồn tẻ, thiếu sức sống nơi công sở, những bạn yêu thích sự hài hước và muốn sử dụng nó để cải thiện bầu không khí nơi công sở, thắt chặt mối quan hệ với các đồng nghiệp của mình, những bạn muốn khám phá năng khiếu hài hước còn tiềm ẩn trong bản thân nhưng chưa tìm được phương pháp. Đến đây sẽ có những bạn tiếp tục hỏi, biết hài hước thì cũng hay, nhưng tôi cần thiết phải đăng ký khóa học này không? Thông thường thì chúng ta sẽ không tin tưởng nếu như mà chưa được trải nghiệm, phải không các bạn? Vậy nếu khóa học này sẽ giúp bạn biết được những lợi ích thật sự của hài hước trong cuộc sống, thì bạn có muốn tham gia không nào? Nếu như mà tôi giúp bạn sẽ có được những kỹ thuật để tạo ra sự hài hước chốn công sở, giúp bạn giảm stress sau giờ làm việc, thì bạn có muốn nhận không nào? Bạn sẽ thấy được sự hài hước đem lại lợi ích to lớn như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ phát hiện ra những sai lầm thường gặp khi sử dụng hài hước và 3 trường hợp phổ biến mà chúng ta có thể sử dụng sự hài hước. Và đặc biệt, 4 yếu tố then chốt tạo nên sự hài hước bao gồm chủ đề hài hước, ngôn ngữ hài hước, cách kể chuyện hài hước và yếu tố bất ngờ là những điều sẽ biến một câu chuyện bình thường trở nên hài hước hơn gấp nhiều lần. Hài hước chưa bao giờ đơn giản đến như thế với 5 phương pháp mà tôi chia sẻ. Bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ Kina.vn. 100% học phí sẽ được hoàn lại nếu như bạn không hài lòng với khóa học. Hẹn gặp lại bạn tại Kina.vn trong một khóa học đầy vui nhộn và bổ ích. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt, khóa học sẽ được thêm vào mục khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt.
bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Tina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Tina qua số hotline 1900 636 409 để được hỗ trợ nhé. Tina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Tina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.